Anh có cảm thấy mình khởi động chậm hơn so với các bạn nữ? Nó thể hiện cái tính cách của Tuyết Anh. Tuyết Anh sẽ tìm hiểu để đưa ra những cái cách làm phù hợp trước khi mà quyết định một điều gì. Được không? Cảm ơn anh. Em có một câu hỏi cho anh. Nếu như có một người viết sách về anh sẽ muốn viết gì trong đó? Anh đang sống kia cuốn sách của anh. Anh không có cần viết. Vì mỗi ngày anh sống, anh viết cái gì khác. Vì cái chương trình này là cái gì đặc biệt. Sau đó, lần sau khi nào có làm việc, làm gia đình là kia gì đặc biệt hơn. Khi nào có con là đặc biệt hơn. Khi nào già hơn là đặc biệt hơn. Vì cái cuộc sống của anh là giống cùng cái cuốn sách. Vì cái thời gian này là đẹp nhất trong cái cuộc sống. Vì là thời gian là anh sẽ gặp người yêu. Anh sẽ gặp người thương. Anh sẽ lập gia đình. Vì cái mục tiêu của anh là lập gia đình. Không có gì khác. Không có cần có nhiều tiền, không có cần có xe hơi, không có cần đi xe đạp cũng được. Buổi trò chuyện ngày hôm nay á, nếu Tuyết Anh 20 tuổi, nó có thể làm thay đổi suy nghĩ của Thanh và muốn tin vào anh ấy. Nhưng bản thân Tuyết Anh là một người 30 tuổi, đã trải qua nhiều mối tình. Tôi nghĩ là bản thân cả Tuyết Anh lẫn anh chàng ấy vẫn cần thêm thời gian để mà nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cảm ơn cái áo của anh giờ hết lạnh. Chắc mình đi vô chồng. Nếu hôm nay anh ấy tặng hoa hồng, chắc chắn Tuyết Anh sẽ cho anh ấy và cả bản thân mình một cơ hội. Tại vì tôi nghĩ là mình đã đi đến đây rồi mà mình từ chối thì quyết định như vậy rất là trẻ con. Với anh hôm nay không. Karma hôm nay không muốn nói chuyện với anh chàng độc thân. Anh có thể suy nghĩ. Bởi vì em cũng phải cần thời gian để suy nghĩ. Karma chỉ có được đi chơi một lần với anh chàng độc thân thôi, là lúc mà thắng bóng chuyền. Từ ngày đó Karma kiểu thấy hơi buồn quá. Rồi sau khi đó, lúc mà anh cũng ly mấy đêm ấy, thì anh cũng không nhìn vào mắt mình cả. Em rất hay nhìn anh, những khi anh không nhìn em. Em buồn. Không có buồn, ý là em thích nhìn. Nhưng mà mỗi khi mà anh nhìn em thì em bị mắc cỡ một chút. Nhưng mà bây giờ em thoải mái hơn nhiều á. Vì đầu tiên em không có nói gì được. Thì bây giờ em chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà em không biết là cái cảm giác của anh nghĩ như thế nào về em. Nói thật á, anh nhìn em á là rất là wow, rất hiền, rất dễ thương á. Vì cái điểm này anh thích. Ngày hôm nay Dương cảm thấy rất là vui. Tại vì cái buổi trò chuyện hôm nay nó rất là khác. Cả anh Trung và Dương đều có cái tình cảm nó sâu hơn, nó nhiều hơn. Anh có sợ một chút là khi mình đi xa hơn á, trong cái chương trình này á, anh phải quen thêm á, mỗi người á. Em không có mạnh trong cái người á, em sẽ bỏ cúp. Thật sự thì có, tại vì mỗi ngày em thấy cái cảm xúc của mình nó khó chịu nhiều hơn. Em chỉ còn biết là ở trong anh có cảm xúc gì với em không? Không có cần nói, em biết mà, khi nào anh nhìn em á, không cần nói. Thì em xin lỗi. Em chỉ cần một câu nói của anh thôi, em sẽ làm được. Nó không còn là cái thích của ban đầu khi mà Dương thấy anh rất là lịch lãm, dễ thương. Ngày hôm nay thật sự là Dương thật sự muốn tiến đến một cái tình yêu thật sự nghiêm túc. Không có ai là hoàn hảo hết. Thì có thể mình cùng nhau thay đổi. Khi mà em yêu thương một người đó thì em cố gắng để người đó trở nên hoàn hảo trong mắt của em. Anh đã khá là hoàn hảo trong mắt của Dương ở thời điểm hiện tại. Còn đối với Dương, Dương nghĩ là Dương nên biểu lộ hoặc là mở lòng ra nhiều hơn. Có cãi nhau với người khác không? Để cãi nhau anh, với người khác. Anh thấy là em muốn anh không? Thật sự không muốn cãi nhau với mọi người. Tại vì đối với em, cảm xúc của anh là quan trọng nhất. Tại vì khi mà trong trái tim em có ai thì em sẽ dành một chỗ riêng cho người đó. Nói chung hiểu là hôm đó khó thì khó. Chắc tối nay khó hơn. Tối nay khó hơn. Khó hơn hả? Có em không? Này anh nói thật cho anh chưa biết. Con người của em thật ra là cũng không có phải là màu hồng hết đâu. Em cũng có cái góc tối đó, là em cũng đã tâm sự với anh là cái đó là lý do cũ của em. Hiện tại em rất là vui vẻ và em rất là kiểu như là muốn có một cái cơ hội mới, thì em là dành tặng cái cơ hội này với anh. Thì bữa giờ là em rất muốn hỏi anh, em muốn biết về những kế hoạch của anh. Ví dụ như là kế hoạch ngắn hạn và cũng như kế hoạch dài hạn với anh. Như cũng biết rằng những cô gái ngoài kia, những cô gái đó hỏi anh về sở thích làm anh rất là thoải mái. Nhưng mà trước sau gì thì cái người thật sự là có tấm lòng thật sự đối với anh sẽ hỏi anh những cái câu hỏi đó. Và Như muốn là một người thật lòng với anh ngay từ đầu. Thật sự là anh chưa biết. Anh chưa biết vì anh chưa thấy
trong em là em sẽ làm tất cả hoặc sẽ làm điều nào á để anh chọn em. Như có một chút buồn á, bởi vì khi mà Như hỏi về những kế hoạch dự định của anh thì anh trả lời khá là chung chung và chưa có tiết lộ ra rõ ràng với Như, cho nên là cái sự nghi ngờ về anh nó vẫn còn. Thì em cũng rất là muốn có cơ hội để mà đi chơi cùng anh, tại nói chuyện như thế này á, nói chuyện nhiều á, em là người thích hành động giống như anh vậy á, em muốn được hành động hơn. The Best Seller Việt Nam.